Rồi cảm ơn anh Mưa KK đã gửi tặng 75 sao nhá. Cho anh Tùng Zero nhá. Siro. Và ta chọn quay quân cho nên chúng ta quay quân anh em nhá. Chúng ta là kèo đánh đánh off. Và không biết là thời gian tới thì không biết Hà Nội bị giãn cách không. Bên thời điểm gần đây khá nhiều ca ca cộng đồng. Nếu như đánh off ta sẽ quay quân và ta sẽ không chọn gian doom. Còn nếu như đánh on thì sẽ là vẫn gian doom ngẫu nhiên thôi. Đó sao cũng cảm ơn anh em đã nhắc nhở nha. Cảm ơn anh em đã nhắc cái tên vừa rồi. Thật sự là có gì mà anh em thấy không đúng thì anh em có thể bình luận lên. Và nếu mà chuẩn không đúng thì em sẽ fix lại. Và nếu mà anh em sai thì em sẽ thông báo luôn. Và chào cả anh em nhá. Hello. Và quay trở lại với trận đấu anh em ơi. Và kèo đầu Parmian và Babylon. Trận đấu quân tươi hơn đấy từ Vlog. Ta sẽ chờ đợi bài vở xem như thế nào. Và đến cái map đấu mà có vẻ như cái đồ ăn lùa về khá là khiêm tốn. Rất khiêm tốn. Chào anh KK he nhá, chào anh Đinh Văn Lợi. Và một bãi quả phụ là 5 cây cái này. Map mặt trăng nha. Thường xuyên anh ơi, chào anh Đặng Văn Sĩ nhá. Và hello anh Đặng Văn Sĩ. Và chào anh An Nhiên, cảm ơn anh. Và anh em hãy thả làm một cái tên chấm than 75 xem có sao rơi không em. Và vừa rồi thấy có anh Mưa KK là cũng vừa nhận được sao rơi và cũng gửi tặng cho thủ lớp 75 sao cho anh Ngọc Sơn nhá. Đó, cho anh Công Đỗ. Và 16% đến thủ Mạnh Hà trong map này, một bài đấu cầm Babylon. 16% Baby chứng tỏ là một bài cũng gọi là họ dò đúng một kiểu một góc nhà. 16%. Và anh em thử làm một tên chấm than 75 xem có ra không nhá. Ra xem có ra sao không. Và nếu như có thì anh em hãy gửi ngay đang trong luồng livestream này nha. Chào tất cả anh em. Và xin cảm ơn anh em đã vừa làm một lượt bình luận nha. Để dành những ngôi sao cho thủ về lớp. Một map đồ ăn cũng khá là rộng để cho kiến thủ Parmesan. Như vậy là bạn lên đời cân mình luôn. Một bài Babylon cũng lên đời cân với thủ Vên Love và kick trong 10 như này. Cũng là một bài đẹp cho anh thủ Mạnh Hào. Ok, chào anh Tương nhá. Em chào anh Tương DG đẹp dai dẻo miệng nhá. Chào anh em nhá. Đó, và đây là nhà em thủ Mạnh Hào. Một bài đấu đang có thể khung ở trên góc dưới 6 giờ. Ok, chào anh Tú Trần nhá. Chào tất cả anh em. Papadakis.
Một bài đấu mà game thủ Mạnh Hào đang dò ra được khá là rộng cái map này. Không biết là game thủ Mạnh Hào có đánh được bài thẳng A hay không. Đó, ngờ ngợ là bài đấu mà game thủ Mạnh Hào sẽ lên thẳng cùng A trong map đấu cầm baby lon này. Bài của các bạn cũng lên sớm. Dâng dâng VR lên. Để chờ đợi xem bài đấu là kẹp cung R lên hay là sẽ là bài đấu đánh kiểu lên K. Mình nghĩ là cái thiên về cái thế là cung R trong map này. Hôm qua thiên thủ đã một bài đấu mà game thủ Mạnh Hào đang làm cũng đào vàng. Tỷ lệ lên A là khá là cao trong map này. Đó em có rồi anh ơi. Đó, có vợ con anh ạ. Bọn em có vợ một cháu rồi. Vâng, đang thiếu một chút gỗ để cho lớp có thể thực hiện kế một con ca. Vâng, về bên này thì game thủ về lớp là người đã bắt đầu vâng tụ được cho mình sau được con cà rồi. Bên kia hình như là cũng là người vừa nở cho mình tân cung giờ đầu tiên. Rồi, hiện tại lượng gỗ xin lỗi anh em, lượng vàng và lượng thực cầu thủ viên lớp đang mắc binh, nhưng mà cái lượng gỗ để sóc cà có vẻ đang lên hơi cà đuôi. Và xin chào tất cả anh em nha, xin chào gần 600 anh em đang dõi cả đầu trên fanpage của thủ viên lớp ở trong buổi chiều ngày hôm nay. Và một chiếc nhà bên là rồng và map này đang sẽ quyết định là không bay xe. Một chiếc nhà bè nổ. Và không biết là game thủ Mạnh Hào có là người đóng 3 cái A bên trong hay không, ta chờ đợi. Con giò đang có một tình huống đứng ở đây và thám thính xem có cái gì bên trong hay không. Nổ 3 bè rồi. Đã cầu được 3 chiếc nhà bè nhưng mà game thủ Van Love vẫn đang vâng rất từ tốn và chậm rãi trong tờ này. Vẫn chưa vội vàng công mà ta sẽ đợi thêm và cho mình khả năng một con ca nữa. Gần họ là người có bánh xe. Mạnh Hào đang là người cố gắng mang dần ra đây để thám thính xem tình hình như thế nào. Rồi, con ca thứ hai đã đến. Ba chiếc nhà bè bò trong đến từ game thủ Mạnh Hào và sẽ là một tuần cầu phím T đến từ game thủ Việt Lập. Hai con ca sẽ dã luôn vào hai chiếc nhà bè này và rất khó để Mạnh Hào có thể sửa. Những con lạc đà là cầu giáp đầy đủ và nổ luôn hai chiếc nhà bè. Rồi, bên trong họ có gì không? Đây là những tân cung R game thủ người cầm Babylon. Một loại cung R rất lầm và đây là khoảng gần 20 con lạc đà của game thủ Việt Lập. Bài có thủ phù đến từ game thủ Mạnh Hào. Họ đang được thủ phù và chúng ta đang bị mất hai con lạc đà trong tân vừa rồi. Nhưng mà cung R Babylon đang khá là yếu đuối trước những con lạc đà của game thủ người cầm Parmesan. Rồi tiếp tục là thêm những tân lạc đà mới được nở ra và ta vẫn giữ được con ca điểm này. Rồi giữ được ca và con lạc đà đang vào đây. Ở điểm này con ca làm quá tốt nhiệm vụ rồi, bây giờ không cần ca thì cũng được. Sẽ là bài đầu 2L vắt đều đến từ game thủ Việt Lập và Mạnh Hào đang là người nằm quá nhiều dần ở bên trong. 32-36. Rồi tờ này là chính thức là cụ Hào đi rồi đấy. Xin là xin vĩnh biệt. Bây giờ game thủ Việt Lập bắt đầu kích cho mình bánh xe và đi luôn quanh ruộng này. Một tuần vẩy e đến từ game thủ Việt Lập thoải mái luôn, gỗ đang rất nhiều. Đang phủ rất đỏ. Họ đang phủ rất đỏ. Bây giờ thì Hào sẽ không còn vàng nữa. Nếu như chăn được hai con phù này thì họ sẽ hết phù tiền về sau. Hôm nay 29-36. Bài đấu mà Hào phù khá đỏ và game thủ Velop tính từ đầu tiên một bài đấu mà game thủ Velop cũng bị mất khoảng tầm 6 con lạc đà đấy. Tỷ số là 1-1, anh em thấy trận đấu công ca nhảy được không ạ? Một bài công ca và om tốt đến từ game thủ Việt Lâm. Không vội vàng công vào khi mà chỉ đợi hai con ca có và tụ thêm những con lạc đà. Sâu dân em vô từ đầu luôn, sâu hẳn luôn từ đầu. Thằng yếu không nhỉ? Đấy, em nhìn xem đây. Đúng từ đầu luôn, làm đéo có chuyện anh cắt đây giảm đâu. Cảm giác yếu vãi luôn. Em bảo anh đồng chạy ra đây. Lúc đầu tiên anh lên sóc, đúng lúc con lạc đà hết lực luôn. Không lên bánh xe, đúng không? Bắt buộc phải ăn yêu ấy rồi. Không ăn thì đánh kiểu gì. Nhưng mà thấy vui yếu quá. Cái này mình cú đấm ăn xôi vào sớm thì thua chắc, đéo ăn được gì luôn. Phải nhiều lạc đà đi mẹ, phải cho nó đéo tay nó phù luôn.